tỉnh bang đảo Hoàng Tử, có tên tiếng Anh là Prince Edward Island, viết tắt là PEI, thuộc miền đông của Canada. Đây là một trong 4 tỉnh bang thuộc vùng Đại Tây Dương Atlantic của Canada. Đảo Hoàng Tử có diện tích 5.660 km2, với chiều dài 224 km. Gần 160.000 người đang sống trên đảo, mật độ dân số 24 người trên 1 km2. Đảo Hoàng Tử có khí hậu 4 mùa, xuân hạ thu đông. Mùa hè không khí đặc biệt dễ chịu. Vào mùa thu, thời tiết mát mẻ vào ban ngày và có hơi lạnh vào ban đêm. Nền kinh tế của đảo Hoàng Tử có sự đóng góp của các nguồn lực truyền thống, nông nghiệp, thủy sản và du lịch, kết hợp các ngành công nghiệp mới, khoa học sinh học, sản xuất tự động hóa và hàng không vũ trụ. Năng lượng gió cung cấp 1/4 lượng điện sử dụng trên đảo Hoàng Tử. Đảo Hoàng Tử đặt mục tiêu trở thành tỉnh bang đầu tiên của Canada đạt được Net Zero Emission vào năm 2040. Khoai tây đem lại thu nhập cao nhất cho ngành nông nghiệp của đảo Hoàng Tử. Ngoài ra còn có rau củ, trái cây, ngũ cốc và chăn nuôi bò heo gà. Đặc biệt, diện tích sản xuất thực phẩm hữu cơ ngày càng được mở rộng trên đảo. Du lịch đóng góp lớn vào kinh tế đảo Hoàng Tử, đặc biệt là vào mùa hè. Vẻ quyến rũ của hòn đảo, bãi biển đẹp và các sân golf là những điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Prince Edward Island Provincial Nominee là chương trình đề cử của tỉnh bang nhằm nâng cao lợi ích kinh tế thông qua việc nhập cư. Những người nhập cư có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với chỉ tiêu của tỉnh bang sẽ có cơ hội nhận được thẻ thường trú nhân Canada. Chương trình doanh nhân đảo Hoàng Tử có những điểm mạnh nào? Thời gian xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, từ 12 đến 18 tháng để nhận được visa work permit. Người phụ thuộc đi kèm là vợ hoặc chồng và các con dưới 22 tuổi. Cả gia đình được hưởng những quyền lợi giáo dục, y tế miễn phí và an sinh xã hội. Chính phủ hỗ trợ miễn phí học từ lớp 1 đến lớp 12 cho hệ thống trường công lập. Sau khi chuyển đổi lên thường trú nhân, ngoài quyền lợi về y tế giáo dục như quốc permit, con cái học cao đẳng, đại học chỉ bằng 1/3 chi phí du học sinh và được nhận trợ cấp từ chính phủ. Nếu đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh tại tỉnh bang này, trong vòng 1 năm như cam kết, người tham gia chương trình có thể nộp hồ sơ xin thường trú nhân cho cả gia đình. Điều kiện chương trình: đương đơn trong độ tuổi 18 đến 59, tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tối thiểu IELTS 4.0. Tổng tài sản của đương đơn 600.000 đô la Canada, bao gồm của đương đơn và vợ hoặc chồng, không bao gồm tài sản cho tặng, tuy nhiên chấp nhận tài sản thừa kế. Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong 5 năm qua về quản lý kinh doanh hoặc sở hữu doanh nghiệp. Yêu cầu của chương trình: đương đơn phải thành lập, đầu tư và quản lý một doanh nghiệp tại tỉnh bang đảo Hoàng Tử. Có dự án kinh doanh khả thi và giá trị đầu tư sau khi được chấp thuận tối thiểu là 150.000 đô la Canada. Quy trình chương trình doanh nhân đảo Hoàng Tử. Bước 1. Đánh giá hồ sơ. Dựa trên điều kiện hồ sơ mỗi khách hàng, Victory sẽ đánh giá và định hướng hồ sơ vào chương trình khả thi nhất. Bước 2. Tiến hành ký hợp đồng. Sau khi trao đổi rõ ràng đường hướng xử lý hồ sơ với khách hàng, thì hai bên tiến hành ký hợp đồng. Bước 3. Xử lý hồ sơ và nộp EOI. Khách hàng bổ sung hồ sơ theo danh sách Victory hướng dẫn để xử lý dòng tiền và tiến hành nộp bảng điểm Expression of Interest, EOI. Bước 4. Hồ sơ nhận thư ITA. Khi điểm EOI đạt theo thang điểm chọn hồ sơ của tỉnh bang PEI, khách hàng sẽ được nhận thư Invite to Apply, ITA. Bước 5. Nhận thư mời phỏng vấn. Khách hàng cùng Victory bổ sung và nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu chương trình để chính phủ tỉnh bang xét duyệt và được nhận thư mời phỏng vấn. Bước 6. Phỏng vấn thành công. Sau khi phỏng vấn với tỉnh bang, khách hàng nhận thông báo phỏng vấn đậu. Bước 7. Chấp thuận visa work permit. Hồ sơ được chuyển lên Liên bang Canada xét duyệt và cấp chấp thuận visa work permit. Bước 8. Khám sức khỏe và bổ sung lý lịch tư pháp. Khách hàng sẽ nhận được thông báo khám sức khỏe và bổ sung lý lịch tư pháp. Bước 9. Nhận visa work permit. Sau khi đạt được hai yếu tố khám sức khỏe cả gia đình và lý lịch tư pháp, đương đơn nhận visa work permit. Liên hệ Victory ngay hôm nay để hiện thực hóa giấc mơ định cư của bạn. Hotline 0907 208879. Website: dincucacduoc.com.